Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review các thiết bị hoạt dụng của Tick Smart Home. Trước tiên đó là một cái ổ cắm thông minh. Đây, Tick Air. Đây là dòng ổ cắm thông minh. Khi các bạn kết hợp với bây giờ mình sẽ mở mở hộp ra, khui hộp ra. Thì cái sản phẩm này các bạn chỉ cần cắm vào cái ổ điện và kết nối với cái dây của cái thiết bị á, thì các bạn có thể điều khiển nó được rồi. Điều khiển thông qua app ứng dụng điện thoại hoặc là qua cái con cảm biến chuyển động hoặc là qua cái con cảm biến đa năng của Tick. Đây, thì sau khi mở hộp ra thì đây nó là con ổ cắm thông minh, nó có hai cái chấu cắm, thấy không, rất là đẹp. Thiết bị của Tick á thì được sản xuất tại Hồng Kông, Trung Quốc. Thời gian đầu tiên thì những cái thiết bị này được sản xuất tại Mỹ, tuy nhiên thì giá thành cao cho nên Tick đã chuyển những cái linh kiện mới lại của Mỹ, chuyển qua nhà máy ở Hồng Kông để lắp ráp. Đây là cái thiết bị ổ cắm thông minh. Thì nếu mà anh chị nào mà cần, có thể liên hệ với lại Tick Smart Home với hotline là 1900 636 3 54 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ báo giá cho anh chị nhé.